quen được một năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện, trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó là bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó cái qua này sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, hôm nay em 28 tuổi. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán. Dạ, xin Hậu chào Giang. Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Vũ Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có thể là chung sớm với nhau, và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc sao. Rồi đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10. Năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm, trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Như chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô hiền nhất luôn. Còn em thì sao, em ấn tượng gì về cô gái này? Ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thùy mị, hiền rồi nữ tính nữa, nhưng mà là đúng gu á. Đúng gu luôn. Có trắng lúc ấy, có trắng bóc giống vậy không? Dạ trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì đâu, thì em hôm đó em mới nghĩ ra một cách là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giao quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Ông, bài ông mưu cua, tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sách. Rách sách, không phải rách sách, phải có cớ đi rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng, hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ghi ơi, bạn thế này nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát thôi, không có dám viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Nhắn xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn rồi mới hỏi qua lại rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình sao kể nghe. Vậy mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi hẳn luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có 1 năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được 1 năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện, trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó là bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó cái qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em tức đúng không? Sốc phải không? Em sốc. Dạ. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không? Tức là em không có thấy, nhưng mà một bạn trong lớp mét. Thấy mét lại giao. Rồi xong là em vẫn đùng đùng em vẫn đùng đùng, có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào ra chia tay. Là chia tay luôn. Dạ ra nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen, anh này rất khó gia trưởng, mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt, giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao lâu? Em là em không giải thích luôn. Hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi, rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Rồi gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào? Dạ thì em nghĩ cũng bình thường, tại lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia, còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có, đang ở không? Dạ lúc đó dạ, là lúc vừa đó mới chia tay bạn mấy tháng luôn. Rồi sau bữa đó làm sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có, tự nhiên là có số điện thoại của em lúc. Rồi chồng em mới nhắn tin qua lại, rồi làm bạn lại. Lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á, thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á. Quán đó em thấy là rất là đắt.
anh nói là rất là ngon. Rồi thì đưa vô ăn, mà em á thì em ăn món chay không được. Là bữa đó là bạn em ăn không, chứ em không có ăn. Làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này anh không biết. Tới giờ chắc anh cũng không biết luôn. À vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Cha quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát, nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ, không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á, nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay, có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếc phim luôn. Toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý ra Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn? Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm nên cũng bó gói. Cái đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được. Trời ơi, ơi sao. Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Vẫn mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi, thương lượng, thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm dạ, chí dạ lúc đó bị... em cũng không biết gì luôn. Chứ là em thì đi học rồi đó, giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau hai ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ. Thấy vui không? Thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi, dạ. Không khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau thì mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. À mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau. À, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? À dạ được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi vậy. Rồi chúc mừng hai đứa. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau. Vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng dạ, dạ. Sao tật xấu anh ấy sao Tú? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á. Là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô. Mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì. Trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim đó. Mà ông kể không hết nửa tiếng rồi. Ông nào muốn kể, ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. À, còn tật xấu gì nữa nè? À là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn này về ngủ. Mà nửa đêm á, thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á. Thường á đi vệ sinh thì người ta kiếm toilet, còn ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay câu điện á. Tè hả? Dạ. Có ai suối em hả vậy? Trời. Dạ em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ nguy lắm luôn. Em nói lý do. Em nói lý do. Dạ thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa, nhưng mà cha trong cái suy nghĩ em á là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư em cần thay hay gì đó, nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á giống như mình bị mộng du vậy đó. À hiểu rồi. Có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặn vô trong đầu á. Tới giờ còn chuyện này không? Dạ tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nhà em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa, em vừa có thấy đi thôi là kêu em mời. Nhiều khi thấy đi cái hướng đó. Tại vì em rất là sợ chồng em ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được, là lúc nào em cũng phải canh hết trơn. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sợ sẵn vô ổ điện luôn. Dạ. Cảnh mà có tiền đó, dời hết ổ điện lên cao đi. Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao, với lại bây giờ em lắp được cái là chống giật á. Nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là... thôi làm ơn hay á giùm đi. Rồi còn gì nữa không nè? Lúc con em mà nó không ăn được khi không ngủ được là đổ thừa cho em. Ừ tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa giờ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen. Ừ tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc hay này kia là tại vợ cưng quá. Vậy em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lại ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng, hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có dạ, đổ dạ, đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi dạ. Tới em đó, cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em thì hơi lười, với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ với hay giận, tính nít lắm, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày, có thể là giận 4-5 lần là chứ. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần giận gì có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Đâu em kể thử làm gì mà giận. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi, ví dụ
hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bà là bà. Dạ về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn à, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về có là bao giờ đòi đi theo không? Hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe lại. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn hả? Dạ. Ông đi dạ là tôi với con ngồi sẵn rồi. Không thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn vậy em gì đó? Ừ đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn với lại làm xiên hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm xiên hả? Làm xiên lên chút xíu nữa. Dạ tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi, xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng bớt ghen đúng không, thay đổi 180 dạ, đổi, đúng không? Dạ, dạ, đúng. Ừ thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi, cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi hạnh phúc nha. Rồi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chào dạ em. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng hot TikToker này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe tiếp câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dạ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Dạ. Thôi bây giờ mời con. Dạ em chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. Làm make up hả? Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết. Dạ, không có ấn tượng gì. Tại vì các xa ngồi xa gặp nhau. Thì nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Tại con là lúc ban đầu là làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Cúp cua. Con thì cua hay điểm danh. Điểm danh đó là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sau nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Mới đầu là để ý cái tên là việc cúp học, rồi đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao? Cái bị sốc không? Ông ảo tưởng, ông tưởng cho đâu là mình thích ổng hay gì. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ không, thì lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ và bạn dựa vô vai dựa con. Trên quãng đường mà từ Phan Thiết về tới Bình Dương. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy, gúc như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không. Biết ngay luôn. Dạ, lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng nữa. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Làm lắm đúng không? Tại vì thơm. Người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. Cái tự cho thấy nó chắc. Mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Giờ thì cũng có nhắn tin.
À. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian, cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, em đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân Một nơi tụi con học đó. Rồi đi ba đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng 3 tháng sau. Ủa, đâu, đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Con tỏ tình ở nhà, cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi, có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ, cái lúc đó thì con xỉn rồi, con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó, cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ổng vừa mới nói xong cái tự nhiên ổng kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ổng say á, cái ổng ra hết, ổng nói luôn. Dạ ổng vừa mới cầm thích thương cái ổng làm vậy lên, lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao, là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ra xong là ói liền. Giống như nhìn vô mặt nó cái mắt ói. Dạ đúng rồi, kiểu kiểu như con mình bị tổn thương nó, trời đất, cái mặt ủa sao tự nhiên nhìn tôi ra nói vậy? Tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói. Bị trục trặc. Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên. Kéo dài bao nhiêu lâu? Kéo dài bao nhiêu lâu? Tới bây giờ khi tụi con đã cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn rồi có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Còn có giận nhau thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. À là hai đứa điên lượt hai hả? Đứa cùng đi làm mà mới nói. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. Rồi hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi sát nhau cũng xa. Không, nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ, xe lửa đây cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ suốt. Nhớ hoài, nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi, nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng. Không có ai ngoài đường hết, bữa trời mùa đông á. Tuyết không? Có dạ, tuyết thì nó rơi dày nè, phải bờ tuyết mà đi. Mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy, nó đẹp. Đẹp đúng không? Kể lại nó đẹp quá em. Dạ, nó rất là đẹp. Từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ, con về là tháng 7 năm ngoái. À, là cưới tháng 7 năm ngoái đúng không ta? Năm trước. Năm trước nữa, dạ, trước năm dịch mà, đúng không? Đó, về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa, về thì ba mẹ bên chồng cũng hối á, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch qua Tết. Dạ không, không phải dịch mà là chia tay á, cãi nhau chia tay. Ồ sao vậy, lý do gì? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá, cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn, mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm, cái tự nhiên mình đã hỏi giả thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy 2 năm thì không có cãi nhau lần nào. Trong cái khó khăn thì không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, ta cứ vợ. Dạ cái lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì các bà con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển là qua cái trang gọi là thực tế phủ phàng. Thực tế phủ phàng. Nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nè coi có tật xấu gì không? Cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là
mệt rồi cứ văng chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Dạ. Ê. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi, chúc mừng. Như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải, giờ tao lo cái này thay đổi nữa. Tao mệt, nội tiết tố, tao thay đổi, tao mệt. Thôi ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À, đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó dựng cái chày cái cối lại. Thôi, vẫn rất bừa bộn đi. Rồi, tật xấu bừa bộn. Rồi sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi. Nấu trước con, ngoài sau dọn tiếp sao. À, đó là bừa bộn đó. Rồi, sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở thôi chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Người là có hay la em không? Có hay cằn nhằn em không? Dạ có. Cái gì mà không vừa mắt là đó, cằn nhằn, cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính mà bạn em ấy vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ không ghen bậy bạ đúng không? Còn... Như là con có cái để cho người ta ghen đúng không? Dạ không. Ghen bậy bạ là khi nào mà con không có cái gì hết trơn á, mà nó cứ ghen, cái đó là kêu bằng ghen bậy bạ. Ghen bóng ghen gió. Còn nếu mà ghen là tại vì con có cái gì cho vợ con mới ghen. Tại vì phải con... có một cái gì đó thì giống như là xác định rõ này. Vì xác định rõ này, ghen bậy bạ hay là ghen đàng hoàng? Đó. Ghen bậy bạ. Chắc ghen tại vì á cái bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái thì... đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nha, con phải xác định vô cái là ghen bậy bạ. Rớt vô những ngày vô phạt ghen, ghen cái đó là không có được. Thôi vậy lóc Facebook luôn đi, cái đó là rớt vô những ngày khó ở mới vậy. Nhưng ngày bình thường rồi bình thường cũng vậy luôn, ngày bình thường họ con không sao. Dạ. À rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ con thấy hết, hết rồi phải không? Rồi tới con đó. Dạ, không có tật xấu gì không? Tại vì cũng quen lâu rồi á, nên là trong cái khoảng thời gian 6 năm nó sẽ từ từ khi mà mình thấy nó đột ngột quá, cái tự nhiên mình quen một khoảng thời gian sau mình quen á, thì tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính đó. Kiểu như là con mà nói chuyện bình thường hoặc ngọt đó thì ông sẽ không bao giờ nổi nóng với con, nhưng mà con mà nổi nóng là gặp những ngày ông khó chịu là ông sẽ nổi nóng lại, còn những ngày bình thường khoan rồi chưa. Ok, tiếp tục. Rồi những ngày mà rồi con nổi nóng lại thì sao? Dạ là hai đứa cãi nhau. Có nhiều bữa cãi nhau to luôn đó, là cãi qua cãi lại nhưng mà không, hai đứa là cãi khoan nhau. Con, khoan con. Chỉnh lại đi. Rồi chưa? Bẹp 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 bẹp. Chưa, thấy cái đèn nó còn nhấp. Chúc là về với Bình Dương hả? Dạ, chứ chẳng vì chồng con có ghé qua nhà chú một tí thì chú con về. Biết trai gái chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu tháng thứ tư. Dạ. Con bị nghén không? Nghén quá trời nghén. Hôm bữa con nghén nhiều quá, ông tức á, ông chửi con luôn. Ê, chú kể. Trời ơi, anh đây nè, anh kể cho em nghe nha. Chú chứ, vợ chú xưa có bầu á, khuya 12 giờ mấy 1 giờ á, bà nói anh ơi em thèm hamburger quá. Xong cái nó thôi em gì không biết nữa, mai ăn đi. Bà giận chú tới tật luôn. Giận tới tật luôn á. Ngán ướng lắm con ơi. Dạ. Thực sự con biết hồi đó cô ba đứa con, đứa nào cô ngán 3 tháng cô ngán hết. Mà cô ăn ở trong giấc mơ không á. Thức dậy là cô không ăn được một cái gì, vì ăn là ói. Mà không thì nó đâu có đủ sức đâu. Dạ. Thành ra cứ trong giấc mơ là mình ngủ mình được ăn nha, mình được ăn xong thức dậy một cái là mình phải đi kêu đi mua cái món đó liền. Mà cái món đó về tới một cái là nhìn là ói liền. Sợ lắm. Đó cô ba đứa là cô đều phải uống xong hết cô mới tồn tại được, thì cô không có sức luôn. Dạ. Nghén mặn vậy luôn hả cô? Ừ, uống nước cũng ói, cái gì cũng ói chứ, sợ lắm. Nhưng mà ngộ lắm, đúng cái ngày cuối cùng của tháng thứ ba là hết. Dạ. Là dạ. Ăn uống ngon lành thôi. Ừ. Biết tại sao vậy? Vậy cũng nhanh tại có 3 tháng. Ba tháng. Con tới giờ vẫn chưa muốn ăn. Vậy hả? Dạ. Nó ngộ ói miệng nó lúc nào cũng lặt nhách. Dạ đúng rồi. Kỳ cục lắm con. Mà ăn ô mai thì lại đau tử. Đó. Cô đó là cô không sợ nuôi con mà cô sợ mang bầu. Dạ. Mà sợ mang bầu chỉ 3 tháng đầu tiên. Sao vậy, nó bị cái gì vậy ta? Còn một nửa bước chân nữa là tụi mình đã bước qua được cái chuông này. Rồi chú ăn cơm quá. Ừ, ăn đi. Con rung không? Bữa cô xuống Bình Dương cô quay á,
cái thành phố mới gì mà nó đẹp mà không ai ở chứ mà sao nó trống quơ trống quát vậy. Tại giờ nó còn vắng á. Dạ. Bây giờ lại nó xa Bình Dương đang bị nhiều cái dự án đó. Mà xây dựng hạ tầng đẹp ghê rồi mà không ai. Nhiều lắm. Như một ở dưới Long An Long An có một cái dự án mà trời ơi có 2-3 căn ở. Trân ơi, có nước cho cô miếng coi. Nó vô ở trong ai cũng chết luôn. Dạ. Có nước đá chưa? Tại vì cái khu thành phố mới nó cách xa với khu vực 1. Tại vì trước giờ mấy người ta cứ nghĩ là xuống khu vực 1. Dạ. Nó cách ngoài xa cái đó là khả thi nhất, còn cái gì nữa đâu. Ít lên hay lên đó khám bác sĩ. Dạ, con khám ở Đồng Nai. Đồng Nai dạ. Có chạy lên ngã ba Thủ Đức không? Ngã ba Thủ Đức dạ không mà. Có dạ. bác sĩ Điền nổi tiếng. Bác sĩ Điền ạ. Giỏi, nổi tiếng lắm luôn, giỏi cực kỳ. Dạ. Đang là bác sĩ hot ở Từ Vũ. Dạ. Em có quen ai ở bệnh viện Hạnh Phúc? Quốc lộ 13 đó. Không. Sao vậy? Thì không cho chị quen chứ. Tại bố mẹ lớn rồi, nhà gần đó mình phải tính. Quen cái bệnh viện liền, ví dụ gì có, hay là bệnh viện cho. Thủ Đức. Để em hỏi cho. Bệnh viện Thủ Đức cũng được nha. Dạ. Thủ Đức còn sướng hơn, nó gần hơn. Dạ. Chị dễ hơn em. Chị mà bước vô một cái là thiệt. Không phải, nhưng mà chị sợ những lúc đi quay về làm sao. Em hiểu không? Dạ. Thì ngay cấp kỳ là mình phải điện thoại liền trước. Chị biết không, em ở nhà đó nghe, là em chọn ngay quận 10 đã an sinh xã hội. Thì đó, bởi vì Nhi Đồng nè, một năm nè, Chợ Rẫy nè. Bây giờ em ấy em hỏi giùm chị cái Thủ Đức. Bệnh viện Hạnh Phúc, Thủ Đức ha. Hạnh Phúc với lại Thủ Đức hai cái. Bệnh viện Thủ Đức rồi. Nên, ok. Nằm thì sẽ nằm ở Hạnh Phúc. Ừ. Tại vì cái chỗ đó nó quá sạch. Ừ. Nhưng mà cấp cứu là phải bệnh viện Thủ Đức. Ông bà lớn tuổi rồi. Ừ, ông bà lớn tuổi rồi. Mệt cái đẩy đi liền, đẩy đi. Hỏi giùm chị nha. Dạ, chị em hỏi cho. Bác sĩ Điền giỏi lắm á. Dạ. Ở đó là một ngày là nó khám khoảng chừng gần 400 bà bầu mà cái phòng khám á. Dạ. Dạ. Ăn cơm luôn đi em ơi. Đúng rồi. Ừ, cho cơm. Trời. Trời. Ừ. Con nói với mẹ bầu á, nói cho cố gắng ăn cơm đi. Nó nói với họ tới giờ ăn cơm đi. Chứ đừng nói. Điện thoại đây con. Chú hả? Chú cuộc đời của chú là chỉ có trà đá và cà phê thôi. Đừng hỏi nữa nha. Chú dẫn tương trình 8 năm rồi. Không chưa rồi. Chú uống cái gì khác ngoài cà phê không? Ủa nãy rồi. Tới đâu rồi? À, con chú sao hỏi lại con nghe. Nói đang về chồng á. Thì con nói là cái vụ lúc con có bầu á, con ngán quá mà ông gây lộn với con luôn á. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi để cho chú mời cho con. À, thí dụ như bây giờ là con đang có em bé đi. Dạ. Thì ảnh có bao giờ mà ảnh làm con bực bội không? Con nghe ảnh có bao giờ ảnh vô tâm không? Dạ vô tâm thì không. Ổng đó là cưng từ hồi cưới, từ hồi quen luôn á. Nhưng mà có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói, con mệt. Cái con nằm con không phụ nó, không làm gì hết trơn á, xong ổng kêu là bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu. Cái ổng kêu là sao mà ghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy á. Cái ổng la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá. Cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại. Xong giận nhau tới sáng. Là cái kỳ đó là cãi nhau rồi cũng lớn lao là cái kỳ đó đó không? Dạ, cái đó là chỉ là hơi lớn thôi. Tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Sao kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu? Cái đó là tại không phải vì con không có muốn phải vợ thế này kia. Tại vì cái lúc đó là mình không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Sốc ruột quá đúng không? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được cái ấy này kia, vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết phải làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng dạ. Không? Nhưng mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. Trở nên cái như là gây ra chuyện đó. Dạ. Mà thật ra đó là đứa con mà con đầu á thì nhiều khi nó sẽ có chuyện nó xảy ra, mà là con thứ hai chắc không có đâu, ta hiểu tâm lý rồi. Dạ. Tại thật ra là vợ anh đứa đầu tiên anh cũng có những cái mà anh rất là vô tâm. Sao lúc anh lúc cái chú vậy ông nội? À quên lộn. Đó. Có nhiều là chú hồi xưa cũng bị tình trạng y chang vậy đó. Dạ. À, nhiều khi mình cũng sót vợ mình nhưng mà mình không biết cách nói á, mình không biết cách chia sẻ đó, cho nên là vợ giận rất là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng dạ. Rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Ừ. À, dạ. Nghe con. Ừ. Rồi sao chồng nữa con, nè? Chồng con có lãng mạn không?
Dạ, lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á. Không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ có ai tặng quà, tặng hoa và nói những lời yêu thương với con? Dạ, nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi. Tại vì tập nói cho con á, nên là nói luôn cho vợ. À, dạ. Rồi vậy tập luôn đi con. Bắt đầu nói lời yêu thương rồi, dạ. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ. Mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Đó. À, đi làm bộ mượn mây đẩy trăng á. Con ơi, con nói cho ba nghe coi mẹ con thích cái gì nè. Đã, đấy chưa. Cái bên kia giả bộ thay lời con nói á. Nói đi tên, mẹ thích cái hộp nè. Xoài 8 ly nè. Vậy không? À, rồi bây giờ nè, mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ, con chỉ có một mong muốn là chồng con, có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói, để có lúc đó con không có bị, con không phải bị khùng khùng lên con chửi sảng á. Dạ. Là con sẽ canh những lúc mà chồng con bình thường để con chửi. Lựa lời nói rằng cho cái gì cho vừa lòng nhau á, lời không mất tiền mua đó. Ừ. Tại vì dần dần khi mà quen được 6 năm thì con hiểu được là lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng không nóng, lúc nào mình la ổng là ổng nghe. Nên là bây giờ sau khi cưới thì mới cãi nhau có lần, còn lại là bình thường vui vẻ. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Vậy thôi hả con? Dạ. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á, sau này á, mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Đó, bắt đầu là mấy giờ đầu tiên á, chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè. Trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng. Tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Dạ. Cái đó là cái rất quan trọng. Ví dụ như là sữa sùng rồi luộc bình ở đâu, bình sau khi con bú rồi á, làm sao rồi hơ hấp chỗ nào. Nói chung là con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ. Đó là như vậy. Dạ, dạ con nhớ. Cảm ơn cô. Cảm ơn hai con. Bây giờ mời hai con đến với cái phần hấp dẫn nhất.